Xin kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay Tuấn Âm Thanh Phú Thọ tiếp tục khui hàng lột đồ em ERSL 3800, dòng loa monitor, studio monitor. Con này thiết kế với bát 30. Cách đây khoảng 2-3 hôm em có khui hàng con 3300. Con đấy thiết kế màng loa trắng. Con này thì màng loa thiết kế màng loa màu đen gần mút. Đây em đã khui hàng hết cho quý vị xem đây. Đây nhìn cái hệ thống dây của em nó, quý vị cũng đã thích gì, em cũng thích cái bó dây này, em đã thích gì chứ chưa cần nói chuyện này. Đây là cổ loa, từ quý vị, nó hơi nặng một chút để em đỡ tay. Đây loa của em nó đây. Đấy. Đây là cục loa. Dây loa, nhìn quý vị nhìn dây loa đã thích thì chỉ cần nói gì. Đây là con loa RSL 3800 Studio Monitor. Dòng loa này là dòng loa kiểm âm trở kháng 8 ohm. Dòng loa này là dòng loa kiểm âm, gọi là kiểm tra chất lượng âm thanh của phòng thu. Tất cả các ca sĩ hay là ca sĩ khi thu âm ở phòng thu ra đều cho kiểm tra lại chất lượng âm thanh qua những đôi loa như này, nó gọi là loa kiểm âm monitor, loa kiểm âm. Đấy, nó là loa kiểm âm. Sau đây em sẽ mở nghe ngao cho quý vị một bài. Đôi này đang có giá là 14,8 triệu, giảm giá đầu năm còn 13,8 triệu cho quý vị đây. Đấy, đôi đấy không chưa được nữa. Mời quý vị nghe một đoạn. Có thể chỉnh, đây là hai tinh chỉnh này. Hai tinh chỉnh này là chỉnh chế độ của con tép và con chung. Hai tiêm chung. Đây vậy. Đó như bây giờ. Con này em vẫn cho đánh nhá. Đây là toàn bộ bộ phân tần của em nó. Phân tần của em đây. Phân tần. Đây là bông cách âm, bông tiêu âm. Bút tiêu âm nữa, rất là nhiều. Em nó đang đánh luôn đấy. Đây là trên này là tất cả thiết áp của em nó. Đó là toàn bộ cái clip được khui hàng con RSL dòng monitor kiểm âm 3800. Giá đôi này là 13,8 triệu. 13,9 triệu, 13,8 triệu này. Quý vị nào có nhu cầu alo. Em cảm ơn.